Các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, chuyên mục do Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục số này. Ủy ban nhân dân tỉnh ban kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 năm 2022. Tiếp tục chuẩn bị festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất. Đẩy mạnh giao thương quảng bá sản phẩm OCOP hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có buổi làm việc với đại diện các sở ban ngành nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ 3, TechFest Quảng Nam 2022. Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ 3, TechFest Quảng Nam 2022 với chủ đề đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng tầm sản phẩm xứ Quảng, dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6, thu hút hơn 200 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm được tổ chức với mục đích giới thiệu, quảng bá, trưng bày các dự án sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xứ Quảng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và hướng đến sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, qua đó thúc đẩy và hỗ trợ một cách có hiệu quả quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Ngày hội khởi nghiệp Quảng Nam lần thứ 3 sẽ tạo ra sức hút đối với dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương và các tổ chức cá nhân quan tâm đến khởi nghiệp sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đây là sân chơi bổ ích, thúc đẩy việc giao lưu kết nối giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam với các địa phương khác, giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư, tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng. Công tác chuẩn bị tổ chức Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 hiện đang được tích cực chuẩn bị. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2022 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở ngành của tỉnh. Dự kiến Festival Nghề Truyền thống Vùng Miền lần thứ nhất Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra trong 5 ngày tại Quảng trường Sông Hoài và Công viên Vườn Tượng An Hội, thành phố Hội An từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 với chủ đề Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh. Quảng Nam sẽ tổ chức con đường nghệ thuật, nghề truyền thống di sản độc đáo miền Trung. Các hoạt động triển lãm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp sáng tạo, tọa đàm về giải pháp bảo tồn phát triển nghề trong thời hội nhập. Dự kiến ban tổ chức sẽ dựng 10 gian nhà cổ truyền thống làm không gian trưng bày sản phẩm làng nghề, trình diễn nghề của Quảng Nam và các tỉnh thành khác. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Festival nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực, tôn vinh các nghệ nhân tỉnh Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc giữ gìn, phát triển làng nghề Việt Nam. Yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức Festival đẩy nhanh tiến độ công việc để hoàn thiện các phần việc liên quan, đảm bảo Festival thành công tốt đẹp. Hội nông dân tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh vừa tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa giai đoạn 2022-2025. Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ quyết tâm và cam kết thực hiện hiệu quả những nội dung ký kết hợp tác. Mục đích của chương trình nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử. Cụ thể, Bưu điện tỉnh và Hội nông dân sẽ hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử postmart.vn và agripostmart.vn để giới thiệu, quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Ưu tiên các loại nông sản an toàn, chất lượng do người nông dân sản xuất ra đạt tiêu chuẩn VIECAP, sản phẩm OCOP, sản phẩm có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Hai đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể hàng năm chỉ đạo Hội nông dân cơ sở và Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã triển khai chương trình sát với thực tiễn từng địa phương, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ nông dân tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị lần thứ 9 khóa 17 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm. Một trong những kết quả được đánh giá cao trong phát triển kinh tế xã hội đó là chương trình OCOP. Hiện Tiên Phước đang dẫn đầu tỉnh về số lượng và các hạng sao OCOP. Từ đầu năm đến nay, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền cùng với nhân dân tăng cường sản xuất kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.
Đặc biệt với chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện có 20 sản phẩm OCOP được tỉnh xếp hạng 3 sao và 12 sản phẩm được công nhận 4 sao. Trong năm 2021, huyện Tiên Phước tiếp tục có 4 chủ thể trên 5 sản phẩm tham gia chương trình OCOP với các sản phẩm như trái mang cụt Tiên Phước, bộ đĩa mo câu xứ Tiên, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, rượu sâm Ngọc Linh, Tafaco, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sâm Ngọc Linh, ngâm mật, nhang trầm hương Như Ý. Theo ông Mai Minh Nguyệt, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tiên Phước, thời gian đến huyện sẽ tiếp tục thực hiện theo quyết định 1599 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 sẽ tiếp tục tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị trên thị trường, tạo cơ hội cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ dân triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình mỗi xã một sản phẩm, đưa sản phẩm của huyện tham gia vào các siêu thị, cửa hàng tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thành phố Đà Nẵng, trên cả nước và hướng đến xuất khẩu. Thưa quý vị, năm 2022, cùng với việc khuyến khích các chủ thể đã tham gia chương trình OCOP giai đoạn 2018-2021, đăng ký nâng cấp thăng hạng các sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao lên 5 sao, thành phố Hội An dự kiến phát triển 10 sản phẩm mới, phấn đấu đạt 3 sao trở lên, tập trung vào 6 ngành hàng, thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cũng có kế hoạch đầu tư 400 triệu đồng trong năm 2022 để thực hiện chương trình OCOP, trong đó hỗ trợ 345 triệu đồng phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm với đa dạng phương thức hoạt động, tăng cường liên kết mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Cùng với việc củng cố duy trì 4 điểm bán hàng OCOP đã được hỗ trợ, thành phố tiếp tục hỗ trợ thêm 1 đến 2 cửa hàng OCOP mới, khuyến khích một số chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP đầu tư điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm tại cơ sở. Thưa quý vị, khi các địa phương thiết lập trạng thái bình thường mới, các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bắt đầu sôi động trở lại. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những hoạt động kết nối cung cầu được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và tích cực tham gia. Mới đây, một hội nghị giao thương đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Nam cùng với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Quảng Trị phối hợp tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác quảng bá sản phẩm giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Đặc biệt, đây là cơ hội tốt để giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP đặc trưng của hai địa phương. Tinh dầu tràm của cơ sở Linh Vũ, xã Bình Sa, huyện Tam Bình là sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh vào năm 2020. Đến năm 2021, sản phẩm này đạt giải nhì trong cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam. Dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, nhưng cơ sở vẫn nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường đầu ra. Và việc tham gia những hội nghị giao thương như thế này là dịp để mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm. Qua cái việc mà kết nối giao thương hôm nay á, là cho mình cũng thấy nó là hàng hóa rất là nhiều ở của các tỉnh Quảng Trị, và có thể là mình có thể kết nối được với những có tỉnh Quảng Trị về cái dàn tinh dầu của mình, tại vì cái tinh dầu của Quảng Trị là cái với mình á, là nó có khác biệt. Với tỉnh Quảng Trị, công tác phát triển quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại cũng được địa phương rất chú trọng. Nhất là sau hơn 2 năm ngưng trệ vì dịch bệnh, việc tham gia những hội nghị giao thương với các doanh nghiệp tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng sẽ giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, khảo sát, nắm bắt thị trường và tìm cơ hội đầu tư hợp tác, kinh doanh. Đầu năm 2022 thì có thể nói là một cái bước khởi sắc rất mới đối với hợp tác xã dược liệu Trường Sơn nói riêng, cùng với các cái doanh nghiệp ở tại Quảng Trị nói chung sau cái những cái chương trình xúc tiến thương mại như thế này. Thông qua các cái chương trình hội nghị như thế này ấy, thì mình rất là muốn thì các cái sản phẩm của tỉnh nhà sẽ được đưa ra quảng bá với tỉnh bạn, đồng thời thì sẽ thông qua các cái hoạt động đó thì các cái sản phẩm sau khi được chào bán thương mại hóa thì sẽ góp phần rất là lớn vào việc ổn định và đảm bảo sinh kế của bà con nông dân tại tỉnh Quảng Trị. Những năm qua, Quảng Nam đã phát triển 268 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 45 sản phẩm 4 sao, 223 sản phẩm 3 sao, có một sản phẩm tiềm năng đang đề nghị công nhận đạt OCOP 5 sao. Cùng với đó, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Nam cũng đạt giải cao ở các cuộc bình chọn trong khu vực và toàn quốc. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bằng các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Công tác quảng bá, xúc tiến thương mại được triển khai bằng nhiều hình thức, từ online thông qua các trang thương mại điện tử cho đến những hoạt động trực tiếp như tham gia hội chợ, các hội nghị giao thương, trưng bày sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công Thương
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch của tỉnh Quảng Trị tổ chức kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp của Quảng Trị và các doanh nghiệp của Quảng Nam trao đổi qua lại sản phẩm của hai tỉnh, đồng thời cũng mời Cốt Mát Tâm Kỳ, trung tâm thương mại của tỉnh để giúp cho doanh nghiệp đưa cái sản phẩm của mình vào siêu thị của hai tỉnh cũng như trung tâm thương mại của hai tỉnh để cho các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đưa cái sản phẩm của Quảng Nam vươn ra xa hơn mà trước mắt là trong cái khu vực miền Trung Tây Nguyên của mình. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Nam cho biết, dịp 30 tháng 4 tới, Quảng Nam sẽ đăng cai tổ chức festival các sản phẩm làng nghề của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây là hoạt động nằm trong năm du lịch quốc gia 2022, đồng thời tiếp tục mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá rộng rãi những sản phẩm đặc trưng xứ Quảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, chuyên mục do Chi cục Phát triển Nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.